Hello, xin chào tất cả mọi người, và hôm nay mình sẽ dẫn mọi người tô màu một bức tranh một cây sơn dầu, một chậu cây sơn dầu. Và để đỡ mất nhiều thời gian của mọi người thì mình sẽ dẫn mọi người tô luôn một chậu cây sơn dầu này nha. Trước tiên mình sẽ đánh dấu với chiếc nhé. Cây sơn dầu thì mình sử dụng sơn nhà mạ nha. Ok. Và phần bát thì mình sẽ tô bằng màu cam nha. Ok. Mình sẽ đánh dấu vào trước ha. Ok, 314. Ok nha mọi người. Nu. Quay được bao nhiêu bước rồi? 5 bước à? Ôi chị Cái có gì? 5 bước Ủa? Tưởng quay thứ hai lâu hơn mà. đâu biết, hình như mấy lần bận quên bấm quay. Nó hỏng mẹ ơi. Cả này hết chưa? À đâu, 10 bước, 10 bước. À đâu, gần chưa được 10 bước. 6, 7, 7 bước. Ok mọi người ơi. Restart. No. Chế độ kỷ niệm, ok mọi người. sự kiện ngày 12 tháng 7, hóng phim Linh và Dịch cùng Conan. Bỏ công này hả? Quay lại movie Conan thôi. Ok. Group Conan. Một yêu thích bóng chuyền. Ừ. Một yêu thích của anh sao? Ok. Toàn là ốc với hàu này. Ok. À, mình sẽ dẫn mọi người tới một bức tranh này nhé. Ok. Mình sẽ xem cái anime ấy này chưa? Cái gì học cần mất nhiều tiền? Cái trường học về thực lực cái gì gì á, Chưa, chưa. Là tôi xem anime. Cái này hay phết.
cây nhiều lần. Rồi một ngày ta sẽ khóc vì những thứ làm ta cười. Ok. Ok nha mọi người ơi, đi dậy đi sang dậy. Mình sẽ hoàn thành nhanh nhất có thể cho mọi người xem nha. Ok nha mọi người. Ok nha mọi người. Thôi đi ạ. Làm đi làm lại một công việc nhưng mà nó ra tiền mà. Ừ thì ai nói gì đâu, heo khô cháy tỏi, khô gà lá chanh. Đúng là con khô gà rồi này. Ok nha mọi người. Tương lại nghiện rồi kìa, chưa hồi thịnh về. Thôi được rồi, cái kết ảo thật gì vậy, tâm chua được cả luôn hay vậy.
Ok nha mọi người. Và video của mình đến đây cũng nghe, hẹn gặp lại tất cả mọi người những video tiếp theo. Mọi người hãy xem kênh của mình nhé. Bye bye.